Cái là process kìa. Chó này cũng nhiều này. Nó nhỏ này á là nó đưa nguyên nó cà ra ông Jin lấy tiền á. Jin á biết không? Ủa tao nói mày là con đĩ của ông Jin nó biết mặt tôi chứ. Ok để tính giải thích cho. Em có mua lobster phải không? Đúng rồi, em có mua con lobster. Ok, đúng rồi, tại vì nãy tôi tưởng gà dịch quay không, bây giờ tôi nói, nó hỏi, tôi nói, hey, what the hell, why you don't get the receipt for this, I just see the total right here. À, nó gặp mặt anh tính, nó biết, chứ nói mày cheat Jean được, mà không có cheat my brother nha, ok? Không phải mày chạp bao nhiêu mày chạp à. Bữa trước á, anh tính đi một, tới đây một lần. Một con lobster với lại dịch, với lại một cái thịt gì đó. Ok. Bữa anh tính tới đây một lần á, ok, nó nhậu với ông Jin, nhậu ông Jin xong xuôi nó thảy cái bill ra 200 mấy. Ông Jin, hey, that's too much rồi kia, rồi la cử nó vậy. Nó không có ai đâm mai ra, ok, bao nhiêu chai rượu, bao nhiêu này kia, nó trả 200 mấy. Ông Jin mới bỏ ông đi ra, ông bỏ đi ra, thì ông Jin là bạn anh đó. Ông mới chai xỉn xỉn cho bỏ đi ra, anh phải trả cái tiền 200 mấy đó, ông không biết nó trả cái gì, nó đổi thừa là mua cái này cái kia đâu nó discount rồi còn cái 210, 211 thì nó lợi cái điều nó hay chặt lộn á, nó nghĩ là ông Jin có tiền, ok, rồi nó rip off ông Jin mà đâu biết là ông Jin dẫn anh tính đi, anh tính hoàn toàn không biết, hiểu đâu? Tính, mà ông kia không trả mà anh trả. Ông kia không có trả thì ông kia ông đi thì anh không, mình người lớn đâu thể mình trả, không trả được, mình không có biết cái gì hết rồi nó đưa ra cái chữ tàu nói là ông Jin nhậu vô anh vô sao mà đâu biết đâu. Thì ông kia là bạn, anh phải móc cái thẻ ra, anh trả 200 mấy. Nên cho nó biết mặt, anh vô đâu quýt được. Nó gặp mặt, nó nói mày có thể mày pull Jin được, mày đâu có thể pull my brother, ok? Mày có thể need to item my brother, nó vô nó chỉ vậy, nó nói sao sao tôi. Vậy là nó biết anh? Nó biết chứ, mấy nhỏ, mấy quỷ cái, nó biết chủ, nó biết anh nữa mà. Nhưng mà không có chơi thân nó. Hồi xưa mấy chủ cũ ngày xưa, chứ bây giờ mấy chủ cũ ngày xưa nó gặp anh là nó mời vô, hiểu không? Tại đa số giờ ngoài Aden là chú cũ anh ra khỏi khu vực này mấy chục năm rồi cứng. Yeah. Tụi nó biết mặt, biết chứ. Mà con nhỏ đó là nó chiên bông, nó cà rà, con nhỏ là con của thằng chủ á, chủ mới á. Cà rà, nó lấy tiền. Đó, rành lắm á. Anyway, thôi giờ về. Okay. Về dọn thì ra nhậu được đó. Cái này là nhậu too much á, cái này không có nhậu nhiều đó. Ai không biết cách mua, phải chạy đi qua nữa anh mua con gà, con vịt đủ rồi. Trong đó nó không có anh, cái menu nó còn 4 món, ở nó còn 3 món là em lấy hết á. Em nói với nó còn 3 món hay gì đó, nó lấy hết. Tại vì hiện tại nó chỉ có điểm sắm dine-in thôi. Nó còn có mấy món trên cái menu nó chỉ em thôi à. Sang cột cái dây bèo để khỏi kêu tắt 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 để khỏi nhức đầu. Mày nó đôi coi với tôi, nó what the hell đó, mày không thể mày cất tại vì nó không tay rồi, cất mày á, sắp đó cũng cất mày ra rồi, sắp mày, mày go fuck yourself, ok, nhưng mà con nhỏ đó nó là nó ngu, tại vì nó làm ngay nhà hàng đó, phải không, bị khách hàng người ta complain. Đó là con của thằng chủ. Dạ, con của thằng chủ, nhưng mà còn ngu ác nữa. Thì đúng rồi, nó nói chuyện đàng hoàng lắm. Nhưng mà khách complain nó gì à, do nó tính gì? Nhập mặt nó tính ghé tại kỳ nó phua một lần với anh tính rồi. Hey, rồi anh nói what the hell, cái nó sốc lên á, nó sừng cồ lên đó. Yeah. Nó càng làm nhà hàng nó phải càng khô chứ nó không có gây lộn vậy. Nó nói tôi order đó. Nó nói không biết order hay không thì tao cần một cái itemized, I need to see the itemized, what he bought. Em hồi xưa hả, trời thiếu gì những cái thằng tới nhiều khi nó ăn nhậu xong á nó ôm sờm qua lá hè, em đâu có nói gì đâu, kêu mang tới vậy thôi, không cần phải tức giận, không cần phải nói gì á, còn nó cầm len gì rồi ra giải thích chứ không dám chửi đó, chửi nó làm cái gì mà ngon này nó ngu, giờ nó có là chủ tịch ở đó chăng nữa thì nó làm gì như vậy mà nó dám ra đứng trước cửa nó ôm sờm. Chủ nhà hàng. Yeah. Chủ nhà hàng. Ok, cái service mình làm cái nghề service. Dạ đúng rồi. Handle right. Ok, to talk back to the customer. Period. Ok. Đâu không có lý do gì mà đâu mà đôi co với lại khách hàng mà trên đó. Ok. Mình handle right to review đúng the rồi, service. Người ta không hiểu okay. Ta vô người ta hỏi mà handle right to review service nữa. Là khi nào nó đến đồ nó đem cái asshole tới cho mình, nó gây được phiền phức cho mình đó.
mà nó vu khống mình, nó để tóc tai hay là sầm bậy đó, cho nó một lần, thứ hai là that's no more man, hiểu không? Đó là that's right. Hồi xưa đó nó chả cho nó một lần là biết có nó, con nhỏ nó điếm, nó bỏ tóc vô nó đổi thừa, nó mang ngon đổi nó rồi, lần này nó tới lần này nữa rồi là coi như là no way, không thể mà cái xảy ra trường hợp thứ hai nữa. Mình the right to refuse, không phục vụ nó. Ok, by the law, yes, I had a right, không có phục vụ đó. Nhưng mà bình thường, khách hàng bình thường, mình không có lý do nào để mình đòi co. Mình biết rằng nó sai chăng nữa, khách hàng sai, nhưng mà không có lý co. Mà con nhỏ nãy nó đòi co với tôi á. Mà tôi đâu có curse nó gì đâu, tôi nói what the hell, mà nó sững cò á. Nó nói mày try to fool your gene around, mày tưởng mày ngon hả? Không có tới tao á. Gene là bạn của anh đó, đầu tay nó giả, coi như là tới đó, nó chưa ăn, rồi chi phí chung gì đó. Sáng chả gọi anh kiếm nó đâu trả lời đâu, cái tội nhậu là bể rượu á, nhậu là ngàn đâu có tôi. Người Việt hay người Mỹ anh? Hả? Người Việt hay? Đâu, không là tàu Việt. Không có mấy em tới khung ông cán bốc 100 muốn cho. Rào đít cái cho 50. Thù à, ông tàu gì gần giống như Thiện á, mà tại vì gần giống mà tại ông chơi hơi dơ hơn Thiện, Thiện còn sạch sẽ chút xíu. Ok, Thiện là nói là hiệp sĩ nè, còn riêng là ông đó ông chơi hơi dơ á, chơi dơ mấy nhỏ đó. Xong xuôi cái tao mới tới là sách người xíu tao tới là tới nhà là chửi ông riêng, ông cười hè, ông lấy cái chai rượu XO Hennessy ông đưa cho tao lại. Đưa tao lại, tao xách ở nhà ông gần tao nhậu luôn. Cuối cùng bữa đó luôn tao mất 200 mấy. Vô đi à, cái chuyện nó không thấy quan trọng. Quan trọng nhất là nhà nhậu xong rồi lè ngàn á. Để chụp hình nó lại chụp. Nếu vậy em dọn nó trước cho anh chị. Cái này con đâu cần sớm anh tính. À, ok để đi ra ra chụp hình. Chụp hình đi anh gọi nói chuyện. Ừ, nhưng mà nó làm sao nó tin được. Mình đem về nhà làm sao nó chịu anh tính. Không có nó nói chuyện được tại nó mình đem về nó giao mình có một. Ô nó đưa thiếu á. Nó đưa thiếu một cái thịt mà em nói cắt thứ nó cho nó. Thịt nguội. Rồi đó, bây giờ cho ra chỉ có 4 món. Thật ra không có phải là 4 món nữa. Chỉ có con vịt quay với một cái lớp tờ với một cái bánh mì như vậy thôi. Không, tại vì nó lập là cái đóng cửa. Xong nó lập là cái đóng cửa nó dứt á, rồi xong rồi mình tới nơi á. Tới nơi thì nó mới đầu nó lấy sẵn, nó lấy sẵn nó ra đưa cho mình đây cái cổng rồi cái cửa hiểu đó không? À con nhỏ rồi nó chói cái tay, cái việc cái tay. Nó nó cái tay. Rồi chỉ có nhiêu đây thôi mà nó tính bây giờ một con vịt nó chặt ra thành hai hộp rồi một cái hộp lớp tờ với lại một cái bánh mì như vậy thôi. Ok để anh tính coi thử trong xe anh á. Được trong xe đó rửa đi cái đó là mình siết còn cái mà cái ai mai ra đó anh rửa có đâu có đâu có đâu. Vậy thôi á, thôi còn một con vịt với lại con lớp tờ rồi mấy cái bánh bậy bạ vậy là 100 mấy. Đây là cái nhà hàng gì Hồng Kông Thơ ở ngay chỗ đối diện với lại cái Eden Center. Mà nãy một con vịt nó bán 4 mấy đồng. Họ đến tính là có cái receipt đó. Cho con lớp tờ chứ không phải 40 đi, đúng không? Rồi hết rồi đó. Đâu thể nào trong mấy được. Ba cái bánh mì bậy bạ này đâu có thể nào. Cái này cầm ba chung vậy. Cái này các cô này ăn với cô. Còn cái này ăn với mì. Yeah. Bởi vì em nói lớp tờ 25 thì chị không tin đâu. Nhưng mà con lớp tờ mắc hơn. Coi như cho nó bằng với con vịt đi. Con lớp tờ 25 đồng. Bên mình hai con lớp tờ 25 đồng. Hai con lớp tờ. Bên mình order có 39 đồng à. Thì bên mình khác bên này nó mắc hơn. Mắc hơn thì em cho nó 50-60 cái chị thì nữa con là 20-30 là đúng có con một à. Thì giờ con trong nhà hàng đi cho nó là 40 luôn đi bằng con vịt luôn. Đây, cái ghế, khi mấy ghế. Rồi mà cái con nhỏ hình như con của chủ nhà hàng Hồng Kông Thơ đó nha. Lúc mà anh Năm của mình đi ra cầm cái giấy á, để mà complain nó hỏi nó là tại sao không có ghi giá cả ra như vậy mà chỉ ghi cái total thôi. Thì xong rồi cái nó nói cái giá của nó như vậy thì anh Năm chỉ nói what the hell thôi, bắt đầu nó nhảy ra nó sững cồ lên.
Trời, nó chửi rủa sùm mà nó xúc phạm gì, nó nói má không có dạy gì sùm mà nó hẹ gì hết. Đó, con nhỏ đó đó, mình nghe rõ ràng nó quay trúng cái mặt của nó. Tại nó cái lúc mà mình quay cái mặt của nó thì nó thấy mình có quay cho nên nó nhảy vô trong, nó núp xong nó nhảy ra, nó nói mấy câu xong nó nhảy vô trong nó núp. Đó, một chút nữa mọi người sẽ thấy cái mặt của con nhỏ đó. Để chụp hình lên gửi cái, để rồi ship lên chụp hình lên bật cho mình. Đây, lấy cái đó xuống. Đâu phải đâu rồi, cứ là coi em mua cái gì nè. Rồi anh Su, Su đang tính nói em mua cái gì nè nha. Cái này nó trả 104 đồng. Đãi thẻ nó xả thẻ phải không? Good, ok, để em gọi dispute cái chart đó luôn. Ok, thứ nhất cái lobster mình có nè. Ok, 48 đồng, coi như 49 đồng không? Hai à. Cái barbecue. Barbecue burn là bánh bánh này nè, 9 đồng 50, 10 cái. Sau đấy 10, ok, 2. Chưa bằng then gì đó, ok, barbecue buns một cái 8 đồng 95, roast duck cái là 30 đồng 95, thiếu một cái 8 đồng 95. Sao mà chúng ta mà đâu có thịt nguội mà có 8 đồng 95 hả, sao kỳ vậy? Thiếu cái thịt nguội không? Thịt nguội chỉ là cắt miếng nhỏ nhỏ vậy để ăn ấy vậy thôi. Anyway, cái lobster này mà 49 đồng hả? Wow. Dạ đó, thấy chưa, chị nói nghe mà chị nói tính cốt chục là rẻ rồi đó. Ok, bây giờ lấy cái điện thoại của em đưa anh tính nói chuyện cho. Mà đây. Em ghét nhất là cái thẻ của em á. Phục vụ nhà hàng mà nó đi ra nó nói chuyện mà nó cãi tay đôi với khách hàng như vậy, nó ngu một cái con nhỏ, nó ngu hết sức ra, nó ra nó chửi. Thì dĩ nhiên cái người ta nói người ta là gì ở đó nó hẹn ra đi vô ra nó. Bắt ta. Nó nhớ gì cái nó chạy ra nó chửi đó, nó nhớ gì chạy ra nó chửi đó. Ok, em trả thẻ nè, 104 đồng cái thẻ mà cái account của em á là 0998 là cái last one. Dạ, đưa ra, ok. Em gọi cái toll free number rồi này, anh ấy cho nên nói chuyện. Ok, em cho dọn mấy ly chai kia. Okay. Em tên gì á? Em tên Liên. Liên, ok, Liên em gọi Julie. Julie rồi. Ok. Julie.